chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của AutoCare bản chính tại Cần Thơ. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của Xiaomi, đó là cái bộ kích bình Xiaomi 70 mai. Thì cái bộ kích bình Xiaomi 70 mai này nó còn có thêm hai tính năng nữa, đó là tính năng sạc dự phòng và đèn pin. Thì đây là chiếc hộp của nó, phía trên thì nó sẽ có hình vẽ cái bộ kích bình này và cái logo 70 mai. Còn phía bên hông của nó là cái website của 70 mai. Cùng bên dưới là cái tem, nó sẽ viết một số mọi cái mã vạch và thông số ở đây. Và sau đây mình sẽ mở cái hộp này xem bên trong nó sẽ có những gì. Thì cái bộ kích bình Xiaomi 70 mai này thì được để gọn vào trong một cái túi. Cái túi được may khá là đẹp. Phía trên thì sẽ có logo của 70 mai. Đầu tiên, phía bên trong sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này thì được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nhưng mà nó sẽ có những hình ảnh mô tả, chúng ta nhìn rất là dễ hiểu. Tiếp đến, đó là một cọng dây sạc. Dây sạc này dùng để sạc vào cái bộ kích bình này. Và đây là một bộ dây dùng để kích bình. Nó sẽ có hai đầu âm dương. Và bộ dây này được làm khá là chắc chắn. Tiếp đến, đó là cục sạc Xiaomi, cục kích bình Xiaomi 70 mai. Thì cái cục kích bình này nó được thiết kế hình chữ nhật nhưng mà bo tròn bốn góc. Cái chất liệu của nó khá là mềm mịn, nhờ cái màu xám xám này rất là đẹp. Ở đây sẽ có logo 70 mai. Và ở đây là bốn cái đèn ẩn ở trong để hiển thị thời lượng pin còn lại. Phía bên hông là một cổng để dùng, chúng ta dùng để kích bình. Thì cái cổng, cái đầu vào này nó sẽ đồng bộ với cái đầu này. Bởi vì nó giúp chúng ta là không sợ bị ghim nhầm nữa. Và phía trên nó sẽ có hai cổng. Một cổng này là cổng ra, dùng để chúng ta dùng để sạc điện thoại và máy tính bảng. Còn phía cổng bên đây là cái cổng vào để chúng ta sạc vào cái bộ kích bình này. Phía bên trái là cái nút nguồn và phía bên phải là đèn pin. Phía sau thì nó sẽ có ghi những thông số, đó là như các bạn có thể thấy, đó là cái thời lượng pin của bộ kích bình này là 11.100, còn cái dòng điện để kích là 250A và nó cao nhất là 600A. Thì nó sẽ kích được những xe mà giờ máy xăng từ 4.0 lít trở xuống và máy dầu từ 2.0 lít trở xuống. Thì theo cái công bố của nhà sản xuất thì cái bộ này khi sạc đầy sẽ kích được khoảng 30 lần. Và đây, cái tính năng này khi chúng ta mở cái này thì nó sẽ hiện lên cái thời lượng pin còn lại. Và khi chúng ta đè cái nút này 3 giây thì nó sẽ mở đèn pin. Cái đèn pin này nó sẽ có 3 tính năng, một là cháy suốt như thế này, hai là khi chúng ta nhấp thêm cái nữa nó sẽ nhấp nháy liên tục, đó là chế độ SOS cảnh báo cho những xe đang chạy và chúng ta đã gặp sự cố hay gì thì chúng ta hãy dùng này. Khi chúng ta nhấp thêm lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chế độ SOS nhưng chậm hơn. Thì cái bộ kích bình Xiaomi 70 mai này thì bên mình đang bán với giá là 1.600.000 và nó sẽ bảo hành 6 tháng. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like trang của mình nhé. Cảm ơn các bạn.